AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Chào tất cả các em. Như vậy, ở trong bài học số 29 thì cô và các em đã được cùng nhau tìm hiểu xong về cấu tạo của virus. Ngoài ra thì chúng ta còn được tìm hiểu thêm về một số hình thái của virus, đúng không ạ? Và về đặc điểm chung của virus thì các em có còn nhớ virus sinh sống bằng phương thức nào hay không? Thì ở bài học số 29, cô đã giới thiệu cho các em về phương thức sinh sống của virus, đó chính là nó sống theo hình thức là ký sinh nội bào bắt buộc, đúng chưa ạ? Tức là nó sẽ sống ký sinh bắt buộc trong các tế bào chủ. Và nếu khi mà được ký sinh trong các tế bào chủ thì chúng sẽ hoạt động như một thể sống. Còn khi mà tách rời thì chúng sẽ trở nên giống một vật vô sinh, tức là vật không sống. Như vậy, chuyển sang bài học số 30 ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự nhân lên của virus trong tế bào chủ. Virus ở trong tế bào chủ được nhân lên như thế nào? Và vì sao mà chúng ta lại sử dụng cụm từ là sự nhân lên của virus trong tế bào chủ mà không gọi là sự sinh sản của virus trong tế bào chủ? Thì chúng ta thấy rằng này, do là virus chưa có cấu tạo tế bào, đúng chưa ạ? Nên người ta sẽ dùng thuật ngữ nhân lên thay vì thuật ngữ đó chính là sinh sản. Các em nhớ nhá, dựa vào đặc điểm, do virus chưa có cấu tạo tế bào nên không thể dùng thuật ngữ là sinh sản, mà người ta sẽ thay cái thuật ngữ sinh sản đó bằng thuật ngữ là nhân lên. Vậy sự nhân lên của virus trong tế bào chủ sẽ diễn ra như thế nào? Thì các em sẽ cùng cô quan sát lên trên slide. Đây chính là hình ảnh mô tả về sự nhân lên của virus trong tế bào chủ. Đối với sự nhân lên của virus trong tế bào chủ sẽ được chia ra làm 5 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên là hấp phụ, giai đoạn thứ 2 là xâm nhập, giai đoạn thứ 3 là quá trình sinh tổng hợp, và giai đoạn thứ 4 là lắp ráp, và giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 5 là giai đoạn phóng thích. Cụ thể thì cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về từng giai đoạn một. Vậy các em sẽ cùng cô quan sát lên phía trên bảng. Phía trên bảng của cô là hình ảnh về quá trình nhân lên của virus ở trong tế bào chủ. Thì sự nhân lên của virus ở trong tế bào chủ sẽ được diễn ra gồm 5 bước chính. Bước đầu tiên là quá trình hấp phụ, bước thứ 2 xâm nhập, bước thứ 3 là quá trình sinh tổng hợp, bước thứ 4 lắp ráp, bước thứ 5 là giai đoạn phóng thích. Đây cũng chính là giai đoạn cuối cùng trong chu trình nhân lên của virus ở trong tế bào chủ. Vậy đặc điểm và diễn biến của từng giai đoạn này sẽ như thế nào? Thì ngay sau đây, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về đặc điểm của từng giai đoạn một trong chu trình nhân lên của virus ở trong tế bào chủ. Đầu tiên là sự hấp phụ. Thì quan sát lên trên hình. Ở trên hình, chúng ta thấy rằng cái phần màu xanh, đây chính là biểu thị cho tế bào vi khuẩn hay còn gọi là tế bào chủ. Tiếp theo, hình ảnh thứ hai mà chúng ta có thể quan sát được đó chính là virus. Và cụ thể ở đây thì đó chính là phago, vì nó có cấu trúc gì ạ? Hỗn hợp, đúng chưa ạ? Hỗn hợp là cấu trúc như thế nào thì ở bài số 29 chúng ta đã được học rồi. Thì đối với giai đoạn hấp phụ, chúng ta thấy rằng này, virus lúc này sẽ bám trên các thụ thể ở trên bề mặt của tế bào chủ, đúng chưa ạ? Vậy đối với giai đoạn đầu tiên là giai đoạn hấp phụ thì chúng ta thấy rằng giai đoạn này vô cùng đơn giản. Sự hấp phụ nó là quá trình mà virus bám vào tế bào chủ nhờ các gai glycoprotein của mình bám đặc hiệu với các thụ thể của tế bào chủ. Thì các em sẽ cùng cô quan sát lên trên bảng hình ảnh. Thì chúng ta thấy rằng này, giai đoạn đầu tiên là sự hấp phụ. Đầu tiên chúng ta có virus, và thứ hai là tế bào vi khuẩn. Đối với virus thì nhắc lại một chút về cấu trúc. Cấu trúc của virus ở đây là phago thì nó sẽ có cấu trúc là hỗn hợp, gồm hai phần. Phần đầu là có cấu trúc hình khối chứa lõi axit nucleic. Tiếp theo, phần thứ hai là phần đuôi có cấu trúc là gì ạ? Xoắn, đúng chưa ạ? Ngoài ra thì nó còn có các gai glycoprotein. Và các gai này thì có nhiệm vụ là gì? Chúng có nhiệm vụ đó chính là
bám đặc hiệu với các thụ thể ở trên bề mặt của tế bào chủ. Thì chúng ta có thể quan sát này, đây chính là các thụ thể ở trên bề mặt của tế bào chủ. Thì lúc này các gai glycoprotein của virus nó sẽ bám đặc hiệu với lại gì ạ? Các thụ thể có ở trên bề mặt của tế bào chủ. Bám đặc hiệu tức là sao? Nó bám theo nguyên tắc như là ổ khóa và chìa khóa, tức là chỉ chìa khóa này thì mới mở được ổ khóa này, đúng chưa ạ? Chìa khóa khác thì không thể mở được ổ khóa này. Thì cái cách thức mà các gai glycoprotein bám với các thụ thể nó cũng tương tự như phương thức là ổ khóa và chìa khóa. Sau khi đã hấp thụ xong thì chúng ta thấy rằng này, điều kiện để virus bám vào tế bào chủ ở đây là gì? Điều kiện bám vào thì chúng ta thấy rằng điều kiện đó chính là do bề mặt của tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu với mỗi loại virus, đúng chưa ạ? Tức là nó có tính chất giống như gì? Ổ khóa và chìa khóa cô vừa mới nói, đúng chưa ạ? Do thụ thể ở trên bề mặt của tế bào chủ này mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virus, tức là nó sẽ có tính đặc hiệu với các gai glycoprotein này theo phương thức là ổ khóa chìa khóa. Nối tiếp của giai đoạn hấp phụ đó chính là gì ạ? Giai đoạn xâm nhập. Sau khi virus đã bám được vào các thụ thể trên các bề mặt của tế bào chủ thì lúc này sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai là giai đoạn xâm nhập. Vậy giai đoạn xâm nhập này sẽ diễn ra như thế nào? Đầu tiên là đối với phager thì chúng ta thấy rằng này, enzyme lysozyme nó sẽ phá hủy thành tế bào để bơm acid nucleic vào tế bào chất, còn vỏ thì nằm bên ngoài. Các em có thể quan sát lên hình. Sau khi đã bám xong được vào các thụ thể có ở trên bề mặt của tế bào chủ thì lúc này ở phager nó sẽ tiết ra một loại enzyme đó chính là lysozyme để phá hủy cái thành tế bào của tế bào chủ. Sau khi đã phá vỡ được thành của tế bào chủ thì bắt đầu nó tiêm cái gì đấy ạ? Nó bơm cái lõi acid nucleic của mình vào trong tế bào chủ và để lại cái vỏ ở phía bên ngoài. Lõi acid nucleic là gì? Thì chúng ta đã biết rồi, nó chỉ chứa ADN hoặc ARN, đúng chưa ạ? Vậy đối với tế bào động vật, đối với virus động vật thì sao? Các em sẽ quan sát cùng cô lên phía trên bảng. Thì đối với virus động vật nó lại có một sự hơi khác biệt một chút, đó chính là gì? Quan sát lên hình, chúng ta thấy rằng này, sau khi mà virus động vật đã bám được vào các thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ thì lúc này nó lại đưa cả mình, tức là đưa cả nucleocapsid vào trong tế bào chất của tế bào chủ. Sau đó thì nó mới cởi vỏ để giải phóng ra acid nucleic, đúng chưa ạ? Khác với lại đối với phager. Phager thì sau khi bám vào các thụ thể của bề mặt tế bào chủ thì nó sẽ tiết ra một loại enzyme để phá vỡ thành, sau đó tuồn lõi acid nucleic vào thôi, còn vỏ thì ở bên ngoài. Nhưng đối với virus động vật thì lại khác. Sau giai đoạn thứ nhất là hấp phụ bám được vào gì ạ? Các thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ thì lúc này nó lại đưa cả acid nucleic, nó lại đưa cả nucleocapsid vào bên trong tế bào chất của tế bào chủ. Sau đó thì nó mới cởi vỏ để giải phóng ra cái gì đấy ạ? Acid nucleic. Vậy đây là điểm khác biệt giữa giai đoạn xâm nhập của phager và virus động vật. Sau khi đã xâm nhập xong thì chuyển sang giai đoạn thứ ba, đó chính là giai đoạn sinh tổng hợp. Thì lúc này chúng ta quan sát lên hình này, sau khi đã hấp phụ xâm nhập vào, tuồn được lõi acid nucleic vào bên trong của tế bào chủ thì lúc này virus sẽ thực hiện việc là tổng hợp các acid nucleic và vỏ protein cho riêng mình. Và chúng vì sao lại có thể tổng hợp được nên các acid nucleic và vỏ protein cho riêng mình? Đó chính là gì ạ? Chúng đã sử dụng nguyên liệu và enzyme của tế bào chủ để tổng hợp nên các thành phần cho mình. Đó chính là acid nucleic và vỏ protein. Thì chúng ta có thể cùng cô quan sát lên hình. Chúng bắt đầu tổng hợp các gì đấy ạ? Lõi acid nucleic và vỏ protein dựa vào nguyên liệu ở đây đó chính là của tế bào chủ. Sau khi đã tổng hợp nên lõi và vỏ thì chúng sẽ chuyển sang giai đoạn thứ tư, đó chính là giai đoạn lắp ráp.
Thì đối với giai đoạn lắp ráp, chúng ta thấy rằng này, sau khi đã có lõi, có vỏ rồi thì chúng phải tiến hành bước thứ tư là lắp ráp, lắp acid nucleic vào vỏ protein để tạo nên virus hoàn chỉnh, đúng chưa ạ? Chúng ta nhớ về cấu tạo của virus thì bao giờ vỏ cũng nằm ở phía bên ngoài để bảo vệ cho lõi nucleocapsid ở phía bên trong. Như vậy, về bước thứ tư thì rất đơn giản. Sau khi đã có nguyên liệu rồi thì chúng bắt đầu lắp ráp để tạo nên virus hoàn chỉnh. Vậy, sau khi đã tạo nên virus hoàn chỉnh rồi thì chúng sẽ chuyển sang giai đoạn nào nữa ạ? Đó chính là giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 5, phóng thích. Thì đối với giai đoạn phóng thích, chúng ta có thể cùng cô quan sát lên trên hình này. Sau khi kết thúc ở bước thứ 4 là lắp ráp để tạo nên virus hoàn chỉnh, thì lúc này virus nó sẽ phá vỡ thành của tế bào và ồ ạt chui ra phía bên ngoài. Vậy bằng cách nào virus lại có thể thực hiện được hoạt động này của mình? Tức là hoạt động gì ạ? Hoạt động phá vỡ thành tế bào chủ để có thể ồ ạt chui ra ngoài. Để giải thích cho câu hỏi trên thì chúng ta sẽ trả lời được như sau. Do virus có hệ gen mã hóa lysosome. Lysosome là gì thì chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu ở trong bài học số 8, 9, 10 ở tế bào nhân thực. Và nhờ virus có hệ gen mã hóa lysosome này nên nó đã có khả năng làm tan thành tế bào của vật chủ và sau đó thì ồ ạt chui ra phía bên ngoài. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ mà làm tan tế bào, chúng ta thấy rằng giai đoạn thứ 5 là giai đoạn phóng thích, nó phá tan thành tế bào để ồ ạt chui ra phía bên ngoài thì người ta gọi đây là chu trình tan. Đối với giai đoạn phóng thích thì ngoài chu trình tan, nó còn có thêm một chu trình thứ hai, đó chính là chu trình tiềm tan. Vậy tiềm tan và tan khác nhau như thế nào thì các em sẽ cùng cô quan sát lên trên bảng. Đối với chu trình tan tức là gì ạ? Ở giai đoạn thứ 5, giai đoạn phóng thích thì virus lúc này sẽ phá vỡ vỏ hay là thành của tế bào chủ, sau đó chui ra bên ngoài thì người ta gọi đây là chu trình tan. Còn đối với chu trình tiềm tan thì ở giai đoạn thứ 5 là giai đoạn phóng thích, khi acid nucleic của virus đã gắn được vào hệ gen của tế bào chủ và nhân lên cùng hệ gen của tế bào chủ mà không làm tan tế bào thì người ta gọi đây là chu trình tiềm tan. Tức là đối với chu trình tiềm tan này là sao? Lõi acid nucleic của virus sẽ được nhân lên cùng với tế bào chủ và không làm tan màng tế bào, đúng chưa ạ? Thì người ta gọi đây là tiềm tan. Còn một cái phá vỡ vỏ của tế bào chủ để chui, ồ ạt chui ra ngoài thì người ta gọi đây là chu trình tan. Tiếp theo, các em sẽ cùng cô quan sát lên trên bảng. Đây chính là cơ chế nhân lên của chủng virus corona mới. Chúng ta thấy rằng dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên thì hiện nay vẫn đã và đang diễn ra vô cùng phức tạp ở trên thế giới, đúng không ạ? Thì đối với cơ chế nhân lên của chủng virus corona, nó cũng tương tự bao gồm 5 giai đoạn như chúng ta vừa được học. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng này, virus nhờ có các gai glycoprotein đặc hiệu với lại các thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ mà chúng đã có thể làm sao ạ? Hấp phụ được với nhau, đúng chưa? Tức là có thể gắn vào nhau. Sau khi virus đã bám được vào các thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ nhờ các gai glycoprotein thì chúng bắt đầu giai đoạn thứ hai là giai đoạn xâm nhập, đúng chưa ạ? Chúng ta thấy rằng này, bắt đầu nó tuồn cái gì ạ? Lõi acid nucleic của mình vào trong tế bào chủ. Sau khi tuồn lõi vào xong thì tiến hành giai đoạn thứ ba, đó chính là giai đoạn sinh tổng hợp. Bắt đầu tổng hợp nên lõi, tổng hợp nên vỏ, tổng hợp nên các bộ phận, đúng không ạ? Và quá trình tổng hợp đó chính là lấy nguyên liệu và enzyme của tế bào chủ. Sau khi đã tổng hợp nên các bộ phận thì chuyển sang giai đoạn thứ tư là giai đoạn lắp ráp để tạo nên một gì ạ? Virus hoàn chỉnh. Sau khi đã trở thành virus hoàn chỉnh thì chuyển sang giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thứ 5 thì bắt đầu chúng làm sao đấy ạ? Giải phóng khỏi tế bào chủ bằng cách là gì? Phá tan màng tế bào và sau đó ồ ạt
chui ra bên ngoài. Thì đây chính là cơ chế nhân lên của chủng virus corona mới. Nó cũng tương tự như 5 bước mà chúng ta vừa được nghiên cứu. Chuyển sang nội dung thứ hai trong bài học ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, đó chính là HIV/AIDS. Quan sát lên trên hình, đây chính là virus HIV/AIDS. Thì đối với virus HIV này, chúng ta quan sát về cấu tạo của chúng này, đi từ ngoài vào trong. Thì đối với virus HIV, nó cũng sẽ có vỏ protein. Vỏ protein chúng ta có thể quan sát lên hình. Tiếp theo có lõi acid nucleic. Cụ thể ở đây đó chính là ARN, acid ribonucleic. Ngoài ra thì nó còn có các enzyme sao chép ngược. Và ở phía bên ngoài thì có vỏ ngoài và các gai glycoprotein. Như vậy, virus HIV đây là một loại virus có vỏ ngoài bao bọc, đúng chưa ạ? Và cũng chính nhờ có enzyme sao chép ngược mà chúng ta thấy rằng này, lõi acid nucleic của virus HIV là ARN, nhưng nhờ có enzyme sao mã ngược mà từ ARN này có khả năng tổng hợp nên ADN. Và sau đó thì ADN này nó sẽ được tích hợp vào ADN của tế bào chủ. Chúng ta có thể quan sát lên hình. Phần màu đỏ đó chính là ADN của virus HIV. Ban đầu loại acid nucleic của nó là ARN, nhưng nhờ có enzyme sao chép ngược nên ARN này đã tổng hợp được nên ADN, và từ ADN này sẽ được tích hợp vào ADN của tế bào chủ, đúng chưa ạ? Và như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà tế bào chủ nhân lên thì đồng thời bộ gen của virus cũng sẽ được nhân lên theo, đúng chưa ạ? Và cuối cùng là virus HIV sẽ phân tán trong cơ thể của chúng ta. Vậy về khái niệm của HIV thì các em cần phải nắm được cho cô các ý như sau. HIV nó là virus gây suy giảm miễn dịch ở người, và AIDS thì là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người do virus HIV gây ra. Vậy nhớ nhá, HIV nó là tên của một loại virus, còn AIDS nó là hội chứng, đúng không ạ? Do virus HIV gây ra. Tiếp theo, về phần thứ hai là các tế bào mà virus HIV tấn công. Thì đối với các tế bào mà virus HIV tấn công sẽ có hai loại, đó chính là đại thực bào và tế bào lympho T. Về quá trình lây nhiễm HIV thì các em có thể cùng cô quan sát lên trên sơ đồ như sau. Đầu tiên chúng ta thấy rằng này, virus HIV sẽ xâm nhập và phá hủy tế bào lympho T. Sau đó thì cơ thể sẽ bị mất khả năng miễn dịch, và từ đó thì đã tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh tấn công, hay còn gọi là các vi sinh vật cơ hội. Và cuối cùng là sẽ con người sẽ bị làm sao đấy, mắc các bệnh cơ hội, đúng chưa ạ? Do các vi sinh vật cơ hội này đã tấn công được vào cơ thể người của chúng ta. Vậy thế nào là vi sinh vật cơ hội và thế nào là bệnh cơ hội? Thì để giải quyết được hai vấn đề này, các em cần phân biệt rõ ràng cho cô vi sinh vật và bệnh, đúng chưa ạ? Vi sinh vật cơ hội là vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công. Còn đối với bệnh cơ hội là bệnh do vi sinh vật cơ hội gây ra. Ví dụ như là lao, phổi, viêm màng não, đúng chưa ạ? Giống như là AIDS và HIV thì HIV nó là virus HIV, còn AIDS thì nó là một hội chứng, đúng không ạ? Do virus HIV gây ra. Thì chúng ta cũng cần phải phân biệt được cho cô giữa vi sinh vật cơ hội và bệnh cơ hội. Vi sinh vật cơ hội là những vi sinh vật mà lợi dụng cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công. Còn bệnh cơ hội là những bệnh đã biểu hiện ra rồi, nhưng nguyên nhân đó chính là do các vi sinh vật cơ hội gây nên. Chuyển sang phần thứ hai, đó chính là các con đường lây nhiễm HIV. Thì đối với các con đường lây nhiễm HIV, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba con đường chính, đó chính là qua máu này, qua tình dục và có thể lan truyền từ mẹ sang con.
Đối với máu và tình dục thì người ta gọi đây là phương thức lan truyền ngang. Còn đối với mẹ truyền sang con thì đây là phương thức lan truyền dọc. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 2 trong nội dung bài học ngày hôm nay. Đó chính là ba con đường lây truyền HIV. Thì ba con đường lây truyền HIV ở đây cô muốn nói đến, đó con đường đầu tiên đó chính là có thể lây truyền qua máu. Con đường thứ hai là lây truyền qua tình dục. Và con đường thứ ba đó chính là có thể truyền từ mẹ sang con. Và đối với các giai đoạn phát triển của bệnh thì chúng ta thấy rằng này, bệnh sẽ phát triển theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là sơ nhiễm, giai đoạn thứ hai là thời kỳ không triệu chứng và giai đoạn thứ ba là thời kỳ biểu hiện các triệu chứng của bệnh AIDS. Thì đối với đầu tiên là giai đoạn sơ nhiễm, thời gian kéo dài của giai đoạn sơ nhiễm sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Và ở giai đoạn sơ nhiễm này thì cơ thể người bệnh sẽ không có triệu chứng, chúng ta sẽ không có một biểu hiện gì để có thể nhận biết cả. Tiếp theo đến giai đoạn thứ hai là thời kỳ không triệu chứng, thì đối với giai đoạn thứ hai này sẽ có thể kéo dài từ 1 đến 10 năm. Và về đặc điểm thì số lượng tế bào lympho T lúc này bắt đầu giảm dần. Và cuối cùng là giai đoạn thứ ba, thời kỳ biểu hiện các triệu chứng của bệnh AIDS. Thì cái thời kỳ biểu hiện ra các triệu chứng nó sẽ bắt đầu sau từ 1 đến 10 năm. Là khi mà đã xuất hiện các triệu chứng, ví dụ như là gì ạ? Xuất hiện các bệnh cơ hội, ví dụ như là sốt, tiêu chảy, sút cân, ung thư, vân vân. Và sau một thời gian ngắn thì người ta sẽ bị làm sao đấy ạ? Chết. Vì đối với bệnh AIDS này thì chúng ta thấy rằng thời gian ủ bệnh của nó quá là lâu. Ban đầu ở giai đoạn sơ nhiễm, tức là đã bị mắc rồi nhưng nó lại không có triệu chứng để chúng ta có thể phát hiện ra. Tiếp theo giai đoạn thứ hai là giai đoạn thời kỳ không triệu chứng, thì lúc này số lượng tế bào lympho T bắt đầu giảm dần nhưng cơ thể cũng lại chưa có biểu hiện gì ra các bệnh, đúng chưa ạ? Tiếp theo đến giai đoạn thứ ba là thời kỳ biểu hiện triệu chứng, thì chúng ta thấy rằng này sẽ là các bệnh cơ hội phát triển trước, ví dụ như là sốt, tiêu chảy, sút cân, ung thư, vân vân. Và chỉ sau một thời gian ngắn thì sẽ bị làm sao đấy ạ? Chết. Vậy các biện pháp phòng ngừa ở đây về bệnh HIV/AIDS thì chúng ta sẽ có một số biện pháp phòng ngừa như sau. Đầu tiên là nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS. Thứ hai là tuyên truyền cho mọi người hiểu biết về bệnh AIDS. Thứ ba là phải có cuộc sống lành mạnh. Thứ tư là loại trừ các tệ nạn xã hội. Vì chúng ta biết rồi, bệnh AIDS có thể lây truyền qua đường máu, đúng chưa ạ? Nên ra ngoài đường chúng ta phải rất cẩn thận trong việc đi dép. Thứ năm đó chính là vệ sinh y tế, không dùng chung bơm kim tiêm. Đối với bơm kim tiêm thì chỉ sử dụng một lần, sử dụng xong là chúng ta sẽ vứt bỏ vào thùng rác. Như vậy thì cô và các em đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong về nội dung bài học số 30 ngày hôm nay. Ở nội dung bài học số 30 thì cô và các em đã vừa cùng nhau tìm hiểu về nội dung thứ nhất, đó chính là sự nhân lên của virus trong tế bào chủ. Đối với sự nhân lên của virus trong tế bào chủ thì các em có thể cùng cô quan sát lên phía trên bảng. Trên bảng của cô ở đây đó chính là một đoạn video ngắn nói về sự nhân lên của virus trong tế bào chủ. Thì nhắc lại một chút về kiến thức, giai đoạn đầu tiên đó chính là hấp phụ, đúng chưa ạ? Các gai glycoprotein của virus sẽ bám đặc hiệu với lại các gì ạ? Thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ. Giai đoạn thứ hai sau khi hấp phụ xong đó chính là giai đoạn xâm nhập. Thì lúc này virus sẽ tuồn lõi acid nucleic của mình vào trong tế bào chủ. Lõi thì có thể là ADN hoặc ARN. Nối tiếp giai đoạn thứ hai đó chính là giai đoạn thứ ba, là giai đoạn sinh tổng hợp, đúng chưa ạ? Lúc này chúng ta thấy rằng này, nhờ vào việc sử dụng nguyên liệu và enzyme của tế bào chủ thì các thành phần của virus, ví dụ như là lõi hay là vỏ vân vân, sẽ bắt đầu được tổng hợp. Chuyển sang giai đoạn thứ tư, sau khi đã có đầy đủ các thành phần thì tiến hành quá trình lắp ráp để tạo nên một virus hoàn chỉnh. Và khi đã tạo nên một virus hoàn chỉnh rồi,
thì chúng sẽ chuyển sang giai đoạn thứ 5, đó chính là giai đoạn phóng thích, phá vỡ màng tế bào để ồ ạt chui ra phía bên ngoài. Và khi mà phá vỡ màng tế bào để chui ra bên ngoài như vậy thì người ta gọi đây là chu trình tan. Ngoài nội dung là sự nhân lên của virus trong tế bào chủ thì cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về một số khái niệm này, các con đường lây nhiễm, giai đoạn và các biện pháp phòng ngừa bệnh HIV/AIDS. Chuyển sang phần thứ hai là phần luyện tập trong nội dung ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, hiện nay đã có thuốc chữa được các bệnh do virus nói chung và virus HIV nói riêng chưa? Tại sao? Thì đối với câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời như sau. Do virus nó sống ký sinh trong tế bào, đúng chưa ạ? Vì virus là có phương thức sống ký sinh nội bào bắt buộc. Do đó, nếu thuốc kháng sinh không tác động, do đó thì thuốc kháng sinh nó sẽ không tác động được đến virus, hoặc nếu trước khi tiêu diệt virus thì chính thuốc cũng sẽ phá hủy tế bào, vì virus nó làm sao đấy, ký sinh ở trong tế bào, đúng chưa? Khi mà chúng ta muốn tiêu diệt virus thì tức là đồng thời chúng ta cũng sẽ phải phá hủy tế bào. Câu hỏi thứ hai, biện pháp tốt nhất để chống lại các bệnh do virus hiện nay đang được sử dụng là gì? Thì câu trả lời ở đây đó chính là chúng ta sẽ phòng các bệnh do virus gây ra bằng cách là gì ạ? Đi tiêm phòng vaccine định kỳ tại các trung tâm y tế. Ví dụ như chúng ta có thể đến tiêm phòng các bệnh ví dụ như là sởi, quai bị, dại hay đậu mùa vân vân. Tiếp theo, câu hỏi thứ 3. Hãy sắp xếp lại các hình biểu hiện các giai đoạn nhân lên của phager T2 trong tế bào chủ. Thì quan sát lên hình, cô có tất cả là 5 bức tranh. Nhiệm vụ của chúng ta đó chính là sắp xếp 5 bức tranh này theo đúng trình tự lần lượt nhân lên của virus trong tế bào chủ. Thì đối với chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ, chúng ta đã được tìm hiểu có 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là hấp phụ, giai đoạn thứ 2 xâm nhập, giai đoạn thứ 3 sinh tổng hợp, giai đoạn thứ 4 lắp ráp và giai đoạn thứ 5 là phóng thích. Vậy dựa vào các hình ở phía trên bảng, các em sẽ sắp xếp được cho cô như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có là bức tranh số 2 là giai đoạn gì đấy ạ? Hấp phụ. Giai đoạn thứ 2 đó chính là xâm nhập, là bức tranh thứ nhất. Chúng ta thấy rằng tuần sau khi hấp phụ xong, tuần lõi vào phía bên trong. Giai đoạn thứ 3, sau khi đã tuần lõi được vào bên trong thì tiến hành quá trình sinh tổng hợp ra các bộ phận, đúng chưa ạ? Nhờ sử dụng nguyên liệu và enzyme của tế bào chủ, là bức tranh thứ 4. Giai đoạn thứ 4 đó chính là bức tranh số 5. Sau khi đã có gì ạ? Sau khi đã sinh tổng hợp ra xong các bộ phận là lõi, là vỏ, vân vân, thì lúc này chúng sẽ lắp ráp để tạo nên virus hoàn chỉnh. Và đáp án cuối cùng, giai đoạn cuối cùng đó chính là bức tranh số 3, là giai đoạn phóng thích, đúng chưa ạ? Sau khi đã trở thành virus hoàn chỉnh ở bước số 4, thì lúc này virus sẽ sử dụng một loại enzyme để phá vỡ vỏ của tế bào chủ, sau đó ồ ạt chui ra phía bên ngoài, và người ta gọi đây là chu trình tan. Như vậy, đối với câu hỏi vừa rồi thì chúng ta sẽ có cách sắp xếp như sau. 2, 1, 4, 5, 3 là chu trình, là các giai đoạn lần lượt trong chu trình nhân lên của virus ở trong tế bào chủ. Chuyển sang câu hỏi thứ hai, dưới một câu hỏi là một câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm. Chu trình nhân lên của virus gồm 5 giai đoạn theo trình tự là. Thì đối với câu này dễ rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án, đó chính là đáp án D. Đầu tiên là hấp phụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp và cuối cùng là phóng thích. Câu số 3. Sự hình thành ADN và các thành phần của phager diễn ra ở giai đoạn nào? Vậy trong tổng số 5 giai đoạn mà chúng ta đã được học thì giai đoạn mà làm sao ạ, hình thành nên ADN và các thành phần của phager đó chính là giai đoạn
tổng hợp hay còn gọi là giai đoạn sinh tổng hợp, đúng không ạ? Tiếp theo, câu số 4. Các phage mới được tạo thành phá vỡ tế bào chủ chui ra ngoài được gọi là giai đoạn. Câu này thì dễ rồi đúng không ạ? Phá vỡ để chui ra ngoài thì chắc chắn phải là giai đoạn phóng thích. Chúng ta sẽ có đáp án đúng là B. Câu số 5. Chu trình sinh tan là chu trình. Vậy chúng ta gạch chân, sinh tan đúng chưa ạ? Chu trình sinh tan là chu trình mà gì đấy ạ? Lắp acid nucleic vào vỏ, vào protein vỏ. Vậy chưa chính xác. B. Bơm acid nucleic vào tế bào chất. Đây cũng là một đáp án chưa chính xác. Đáp án C. Đưa cả nucleocapsid vào tế bào chất. Thì đưa cả nucleocapsid vào tế bào chất, đây là giai đoạn xâm nhập của virus động vật, đúng chưa? Đáp án D. Virus nhân lên và phá vỡ tế bào. Vậy đây là một đáp án chính xác. Vì có phá vỡ tế bào để chui ra ngoài nên người ta mới gọi đây là sinh tan. Như vậy thì cô và các em đã vừa cùng nhau trải qua phần luyện tập trong nội dung bài học ngày hôm nay. Cô chúc các em luôn học tập thật tốt. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.